Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn là mình mới đặt mua một cái sản phẩm, đó là cái keo sáp, hộp sáp vuốt tóc lam. Thì mình vừa mới nhận được cái sản phẩm này từ shop trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì tối nay về mình mới làm video mình quay để giới thiệu với các bạn chi tiết về cái sản phẩm sáp vuốt tóc lam của nhãn hiệu là của Clayway nhé các bạn. Thì cái hộp sáp thì nó bé thôi, nhưng mà mình thấy shop có đóng gói cho mình một cái hộp rất là bự, thì đóng cũng rất là cẩn thận nha các bạn. Mình đặt vào hôm kia, thì hôm nay ngày 31 tháng 7 thì giao hàng đã giao về đến nơi rồi. Thì bây giờ mình khui hộp ra để cho các bạn xem qua cái sản phẩm này nhé. Đây các bạn. Shop rất là cẩn thận đấy các bạn. Mình không hề mua cái sản phẩm là cái lược này nhá. Nhưng mà được tặng kèm thêm một cái lược này. Đấy. Rất là ok. Đây, còn đây là cái sản phẩm chính mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, là cái hàng mình đã đặt về đến tay rồi. Thì cái hộp sáp này là hộp sáp thứ ba mình toàn dùng cái sáp này để vuốt tóc thôi, vuốt rất là thích, tóc rất là giữ lép và không bị bóng tóc và rất là tự nhiên. Cái hộp này là hộp thứ ba rồi mình sử dụng rồi. Mình bóc ra cho các bạn xem nhé. Đây nha các bạn. Đấy. Nhãn hiệu đây, Clayway này các bạn. Clayway nhá. Đấy, đây ở dưới này nó có hạn sử dụng và tem này. Thì cái dung tích của cái hộp sáp này là 100ml nha các bạn. Nói chung là mua cái hộp sáp này mình sẽ dùng được trong vòng khoảng độ 5 tháng. 5 tháng mới hết một cái hộp này. Đấy. Dùng rất là tiết kiệm và vuốt tóc mình. Đây tóc mình quay lên cho các bạn xem nhé, xong rồi mình vuốt thử luôn cho các bạn xem nhé. Vuốt thử luôn cho các bạn xem luôn. Đấy, tóc mình thì hiện tại bây giờ là vừa mới tắm xong, nó tơi bời này. Đấy. Mình sử dụng sự sáp cho các bạn xem luôn nhé. Đây, để mình cho cái này cao lên rồi quay cho nhìn rõ nha các bạn. Đấy. Thì bây giờ mình dùng thử cái sáp này, mình vuốt luôn cho các bạn xem nhé. Mình mở hộp này. Và đây nha các bạn. Nói chung mùi cái sáp này nó không được thơm cho lắm, nó mùi, nhưng mà nó gần như không có mùi mấy các bạn. Vuốt lên tóc là tóc rất là tự nhiên. Mình sử dụng một chút nhé, mình sử dụng một chút thôi. Đấy, chỉ dùng một chút như thế này thôi. Sau đó là mình xoa đều lên các ngón tay. Xoa đều đến các ngón tay, mình xoa hết ra bàn tay nhé. Xoa đều ra bàn tay các bạn, nhìn thấy tóc mình bây giờ này. Nhìn thấy trông trắng chán đời luôn này. Mình tắt qua cái quạt đi nhé. Tắt cái quạt đi. Đấy. Tóc nó rất là rũ rượi. Nhìn trông. Mình đi làm là mình đều phải vuốt nhé, không thì tóc mình trông buồn cười lắm. Đấy.
Giờ mình sẽ vuốt vào lên tóc của mình như này. Đấy. Mình sẽ xoa rất là đều lên tóc của mình. Đấy các bạn thấy không? Thấy thấy tóc của mình không? Đấy. Mình sẽ sử dụng luôn cái lược này của shop đã tặng nhé. Shop rất là cẩn thận và chu đáo đã tặng mình cái lược này luôn. Đây, mình sử dụng luôn để mình chạy luôn nhé các bạn. Rồi các bạn thấy nó vào lớp không ạ? Rất là ổn đúng không ạ? Đấy, nếu mà không có sáp thì tóc của mình nó sẽ không không bao giờ nó dựng được lên như này đâu. Đấy, bây giờ thì mình vuốt xong rồi. Trông ổn không các bạn? Đấy thì hôm nay mình có mua một cái đặt hàng mua một cái sản phẩm mới thì giới thiệu qua với các bạn như vậy. Đây là cái sáp vuốt tóc mình thường hay dùng nhé, của cái thương hiệu Clayway. Mình đặt ở trên mạng thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về về cái shop mà mình đặt nhé. Shop mình đặt hàng và cái này là được tặng này các bạn, được tặng kèm luôn cái hộp sáp này. Thì mình mua ở trên shop với giá là 249.000. 249.000 thì đã được giảm 39% rồi. Tức là shop bảo là lần này là có một cái kỳ giảm giá sâu. Tức là cái hộp này đã ra nó là hơn 300.000, nó là 350.000 hay là 390.000 gì đấy. Nhưng mà mình được giảm giá thì nó còn là 249.000. Free ship luôn, miễn phí ship về tận nơi luôn nhé các bạn. Đấy thì nếu mà các bạn muốn sử dụng thử cái sáp này thì các bạn gái thì có thể mua cái sáp này để tặng tặng các bạn trai của mình, rất là hay nhé. Có thể các bạn trai của bạn chưa bao giờ dùng cái sáp này đâu nhưng mà dùng rồi rất là thích. Đấy. Còn những bạn trai nào mà chưa biết sử dụng đến cái sáp này thì mình khuyên là cũng nên thử sử dụng một lần xem nó như nào. Còn mình thì mình mua hộp thứ ba rồi, mình sử dụng năm nay là năm thứ hai năm liền dùng cái sáp này rồi, thế rất là ok, không có đổi các loại sáp khác nữa. Đấy thì các bạn muốn mua đúng được cái sáp chuẩn ấy thì mình sẽ để cái đường link mà mình đã mua của cái trang web mua cái sản phẩm này ở dưới, trong phần dưới của video nhé. Các bạn xem thì các bạn có thể liên hệ và mua đặt hàng ở đây, rất là ổn rồi. Cảm ơn, chào tạm biệt các bạn. Thì lúc nào mà mình có cái sản phẩm mới gì mà hay hay ho mình sẽ phải chia sẻ với cả các bạn nhé. Các bạn xem video thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt nhé. Bye bye.